Nhân dịp dự các hội nghị tại thủ đô Jakarta của Indonesia, chiều nay Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Đại tướng Chan Samon Chanyalat, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và ông Lloyd Austin, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ. Tại cuộc tiếp xúc giữa Đại tướng Phan Văn Giang với Đại tướng Chan Samon Chanyalat, hai bộ trưởng đã trao đổi, đánh giá kết quả hợp tác trong thời gian qua và đưa ra những đề xuất về nội dung hợp tác trong thời gian tới, trong đó có việc tăng cường tần suất giao lưu sĩ quan trẻ. Đại tướng Chan Samon Chanyalat đề nghị Bộ Quốc phòng Việt Nam phối hợp tổ chức đưa các cựu quân tình nguyện Việt Nam tại Lào thăm lại chiến trường xưa vào dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Lào vào tháng 1 năm 2024. Hai bộ trưởng cũng nhất trí cần phối hợp thật tốt để tổ chức thành công giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia lần đầu tiên vào tháng 12 tới đây. Tại cuộc tiếp xúc giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng phù hợp với khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững mà hai nước mới xác lập hồi tháng 9 vừa qua. Ông Lloyd Austin bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc về sự hỗ trợ của Việt Nam trong việc tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định việc hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng đối với quan hệ song phương. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng đề nghị Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ủng hộ triển lãm quốc phòng quốc tế lần thứ hai do Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức trong năm 2024.